Kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Cổ vật Tràng An Ninh Bình vừa phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày cổ vật với chuyên đề Ninh Bình nghìn năm văn hiến tại hội quán ở phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Hoạt động nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị cổ vật nói riêng, di sản văn hóa nói chung đến đông đảo công chúng, đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản di vật, cổ vật cho các tập thể cá nhân có chung đam mê và sở thích sưu tầm, lưu giữ cổ vật, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc. Ban tổ chức đã chọn lọc trưng bày hàng nghìn hiện vật trong các bộ sưu tập cổ vật quý hiếm về văn hóa các thời kỳ Đông Sơn, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và thời kỳ Triều Nguyễn, cùng các bộ sưu tập tiền đồng cổ từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 20. Vượt qua các giá trị vật chất đơn thuần, các bộ hiện vật này được các tập thể cá nhân dày công sưu tầm, gìn giữ, có giá trị cao về khoa học và nghệ thuật, phản ánh đặc trưng của mỗi giai đoạn lịch sử, xã hội, cũng như chứa đựng bề dày truyền thống văn hóa của vùng đất cố đô ngàn năm văn hiến. Thời gian trưng bày cổ vật để phục vụ nhân dân và du khách diễn ra từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.